mọi người biết không, đây là con cá chính tay Cathy câu cách đây mười mấy năm. Cathy xin chào cả nhà. Năm mới chúc cả nhà an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đây là năm đầu tiên Cathy làm YouTube. Chủ đề chung quanh cuộc sống nhà sàn. Cuộc sống ở Mỹ như thế nào? Và năm nay Cathy sẽ làm gì? Tết đến rồi, Tết đến rồi. Mời mọi người ăn Tết. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Tiền bạc vào như nước. Tiền vào như nước sông Đà. Tiền đá nhỏ giọt như cà phê. Cần nói đúng luôn nhớ nha. Đừng có bao nhiêu đó. Đừng có thủng túi mà là cháy túi. Mời mọi người. Chị phải tí nó đem ra đây. Má ngồi đi má. Chủ tòa không chịu ngồi, đâu có ai dám cầm đũa. Chị. Mời ông bà nha. Mời chị. Chị. Chị Lan, ngay bé bên anh kìa, anh kìa. Bé bên anh kìa. Dạ không, Nhân ngồi bên kia. Rồi, coi đủ mặt chưa? Còn thiếu ai nữa? Dì Vi Linh với dì Vi. Dì Vi với dì Linh. Hai dì đâu rồi? Happy New Year. Sao chút xíu mọi người có chơi bầu cua tôm cá không? Có không? Có lòng không? Mơ chút nó nập xong. Bố ông đi với anh thôi. Nập xong. Được không? Đây là bò chuẩn bị nướng đây. Còn một món nữa. Đây là mía, mía cây không biết làm sao chặt đây. Cứng quá. Tết là ăn bò nướng cực kỳ.
Đây là nhà tài trợ Tết. Coi chí vào, coi chí vào. Chị trúng gió. Coi chí vào chị ơi, coi chí vào. Trúng gió. Đại sư đâu đi chơi đâu 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 đâu. How much? Hai chục. Hai chục đồng. Hai chục đồng. Tết nhất bài bạc. Ba ngày Tết, bây giờ là hết ba ngày Tết rồi nhưng mà vẫn còn. Nhà sàn của mình vào buổi tối. Trời cũng còn đang lạnh. Hôm qua trời rất lạnh. Bữa nay mới đi lên nhà của mẹ đẻ ăn tiệc xong. Tối về rồi, về tới nhà rồi. Mọi người ơi, đây là nhà sàn được xây dựng ở trên một cái con rạch nước chạy dài ra ngoài hồ. Ở đây đi câu cá thì tuyệt vời. Quay cho mọi người coi chút xíu, khoe chút xíu mọi người ạ. Cathy và anh xã mới mua cái nhà này dọn xuống hồi tháng 7 năm ngoái. Và có rất là nhiều điều thú vị ở đây. Và ở ngoài kia, xa xa ngoài đó là cái hồ đó mọi người. Cathy có thể mang tàu ra để mà câu cá. Mai mốt Cathy sẽ câu cá cho mọi người coi nha. Để Cathy đi lên lầu nhé. Đèn vẫn còn sáng trưng nha mọi người. Mình ăn Tết coi như là tới tháng 2, tháng 3 luôn. Thành ra đèn vẫn còn để. Để lên lầu nhé. Chắc đi xuống dưới cho mọi người coi ngay cái chỗ, cái tàu. Đó. Đây nha. Cần câu cá là tứ phía luôn. Đây là cái tàu mà mình và anh xã vẫn lâu lâu chạy ra ngoài. Cathy thì rất mê câu cá. Ông xã thì chỉ có mê ngồi ở trên tàu để mà uống một hai chai bia, thấm vị cuộc đời. Đó, cái tàu đó mọi người. Ở đây cũng rất là thơ mộng và lãng mạn. Cuộc sống rất là bình an. Ngồi đây mình có thể ngắm không những người câu cá mà còn có ông xã Cathy Collection
những cái loại đá quý nè mọi người. Rất là thích. Bây giờ trời đang lạnh, thành ra mọi thứ nó cứ lung tung cả lên. Mọi người biết không, đây là con cá chính tay Cathy câu cách đây mười mấy năm. Con cá này là con cá gọi là trophy, là một cái cúp mà Cathy được lãnh hồi đó. Cô con cá loại này là cái loại lớn nhất của năm đó ở trên cái cây cầu mà Cathy thi á. Wow, đã luôn. Sẽ cho mọi người coi nhiều phim về câu cá mọi người nha. Cathy mê câu cá lắm. Cathy chúc mọi người một năm mới phát tài phát lộc và gặp thật là nhiều may mắn. Chúc mọi người ngủ ngon.